Liên quan tới vụ tai nạn khiến cho một phụ nữ đang mang thai tử vong tại Đắk Lắk, đến nay cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Ngoài ra theo luật sư cũng sẽ phải xác định có hay không hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, từ đó để ra quyết định khởi tố hay là không khởi tố vụ án. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 7, nam thiếu niên 16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển số 47A1 00731 lưu thông trên đại lộ Đông Tây theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Bất ngờ tông vào xe máy mang biển kiểm soát 47B3 07294 do người phụ nữ 25 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến cho người đang mang thai thứ 5 tử vong tại chỗ. Còn nam thiếu niên bị thương nặng được đưa tới bệnh viện nhưng cũng đã tử vong sau đó. Chiếc xe mô tô phân khối lớn do người đàn ông là giám đốc một sở ở Đắk Lắk đứng tên chủ sở hữu và giao cho con trai là nam thiếu niên sử dụng. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã tử vong nên cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, vẫn phải điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn và có hay không hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Từ đó để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án này.